Dậy đi phá đảo em ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Gì? Đi đi sang 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 nhà em, sang nhà em. Để em đi farm một chuyến metal với đấy nhá. Mọi người đi đánh dần mấy con boss dễ dễ trước đi. Này than về Tùng Béo ơi. À đồ tách gì? Wow, anh thấy không? Ừ. Có 3.000 men đi farm đồ để em làm cái bàn đấy đấy. Bàn này anh khôi rồi, khôi đâu rồi. Mọi người chế đồ tách thì qua đây chế. Đang bay về này. Trông hoa mắt vậy đấy nhờ. Đầu game thôi. Tắt ra đi anh ạ. Em tắt ra đi. Rồi. Đây nữa, em còn công nghệ này nữa anh Moi ơi. Đây đồ. Đây này, đây. Anh nhìn này. Máy này đi farm đồ xịn thực. Ua. Xịn đấy nhở? Đi farm vít đá đó. Nhưng mà đi mà đéo đi đánh bot à? Có hỏi mọi người này. Đánh bot đi. Mà lâu vãi lìn ra, đi đấy. Bắt đầu rồi. Dùng thú thôi à? Ừ. Bắt đầu đi đánh mới lại mấy con bốt nhỏ đi, xong rồi đánh con bốt cuối là xong. Tôi chết mẹ em bị ngủ trên không rồi. Bây giờ ai cầm đồ, ai tổng hợp đồ ấy nhở? Bây giờ ai cầm bảng công nguyên liệu để con bốt này? Đã cất vào đâu than, cất vào đâu? Thế sao thế? Em cầm. Ai bán cho mày? Đủ không? Đủ 3 bốt nhỏ chưa? Đủ anh ạ, nhưng mà anh Huy cất antifact ở đâu để em tìm đã? Em lấy antifact trong bàn. Các bạn quay về nhà nó thôi. Rồi em ơi. Đây rồi, đó đây rồi. Tím trước. Ủa sao lag ấy? Yếu một kìa. Ủa, sao bóng server rồi. Rồi server bị có vấn đề rồi. Bị mất điện rồi. Ủa oh, fuck rồi sao? Mà fuck ơi. Mà fuck. Ai có người nhà đây không nhỉ? Trời ơi. Nhạc. Rồi, mất điện cả hai rồi. Mất điện luôn rồi. Mất điện rồi. Đúng cái lúc quan trọng nhất thì vậy là mai mình mới phải đảo được rồi. Không trời được. Phải hôm nay phá đảo chứ. Ngày mai có việc khác rồi. Anh Hiếu đấy, anh Hiếu vào cái mất mạng luôn. Có chơi game đéo đâu. Hay em nói thế, tội rồi. Đã anh Hiếu rồi. Hiếu béo. Ê, dạo này hơi béo anh rồi. Anh Hiếu gầy. Anh Hiếu sẽ gầy. Sẽ gầy. Ơi Đỗ ơi, cái phòng gym mình có nên để cái bao đấm không nhỉ? À, đang có mà. Hôm qua người ta vừa gọi ta xong. Tại vì ở... em có bao đấm cần donate. Đấy. Nó donate bao đấm rồi thì mẹ vừa ấy em đéo nữa. Donate. Có bao đấm cần donate. Đấy, vì sao vậy Amen? Như cái bao đấm. Đấm. Qua nó hỏi tao là anh có muốn bao đấm không thì tao bảo là tại vì cứ phải lên phòng biết được thì cứ treo cho anh cái giá ở bên trần bê tông trước đã, xong lúc nào cần anh chuyển lắp vào thôi. À, bao đấm em là gắn chân anh ạ. Tao biết rồi. Thôi cứ donate sang cho phòng đi. Vâng. Bao đấm của anh Ben dùng được bao lâu nhỉ? Em dùng được đúng 15 phút vậy ạ. Ủa mà đồ ơi. Cái gì? Có donate cái trống không? Bây giờ có chỗ tập rồi thì có đấm nhau tháng 9 không? Đồ không. Đó sao anh xùi nhỉ? Tao chịu thua rồi mà. Thầy vào mà đấm. Thầy giỏi thầy vào đấm với đó đấy. Em chịu. Ben này. Mày áo đầu tư của phòng thế thì đấm thì đéo được nó. Mày nói tao tưởng đang có phòng mà. Phòng này bọn tao tập gym nhưng bọn tao tập đấm đâu. Thì đấy tập gym mà đấy mới donate bao đấm xong. Mẹ bao đấm này để donate cho thằng nào thích thì đấm được nghịch thôi chứ còn bọn tao tập gym là chính hả? Đi bộ đi mọi người, đi bộ ngay gần đây. Ê, di chuyển đây. Ủa sao không tele luôn? Ê, đi bộ gần hơn. Đi bộ gần hơn, đi bộ gần hơn. Không vẫn phải đi bộ ấy. Hàng tím à? Không, hàng nhện trước, hàng nhện trước, hàng cạnh. Chỗ nhà mèo ối, mèo ối. Rồi. Đang đây. Ô, cần mang cái mặt nạ bịt mồm không? Không, anh ơi. Ông ơi, chào tao với, tao con này chậm lắm. Sao mày gửi con đấy vậy, nếu gửi con anh đây đi. Mày bắt đầu cần gì Velo đâu? Velo chỉ có bắn bot kia thôi. Bot cuối với bắn. Con rồng đúng không? Con rồng có giờ con cuối. Con rồng mà. Con rồng nó có đánh ưu tiên đánh trước con Velo trước không đấy hay đánh con vượt mà mình to hơn mà. Đúng. Không, nó chỉ đánh UT thôi. Đâu nó sợ. Nghe các bạn mà ai hiểu mà đánh mấy con to trước. Đây à? Anh đây à anh Khôi. Không biết anh thấy ai đi vào đấy. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Sao? Ôi sao con này không ngủ được.
chết. Đi tối luôn. Đấy, chạy nhanh rồi đấy. Cạp đi, cạp đi. Trước em thấy ở trong này có sẵn đồ rồi mình Huy, đúng không? Sẵn đồ á, đồ này. Chỉ tăng đam thôi. Có sẵn đồ xăm pot ở bên này rồi. Sao đâu á? À, đâu? Có mấy cái full đam em ơi. Có anti-fact với cả bay ở gì đấy cơ. Full đam. Mấy cái relic em cầm thấy không? Ủa? Anh bảo anh cầm hết mà. Lại chứ à? Đâu cầm nó? Là sao? Có em về lấy không? Em về lấy nhá. Anh hỏi thì bảo cấm hết rồi ạ. Đoạn đấy mất mạng. Em cấm hết đầu con boss đi nhá. Em cấm đầu con boss. Ủa sao lại đâu có đầu boss? Là cái đá boss ấy, đá boss ấy. Quay bông mai là tiếp mày. Tiếp mày chạy lại mà giờ thấy anh đang chạy tới hang hết bông mai. Anh vẫn đi bù mà. Chồng đéo chịu được. Vừa cái lúc này con em phải lên đây. Tao anh Huy. Em lấy hết đá đấy phải, em có đủ đá phải không? Chó đủ chắc hết nhở. Rồi stone này mọi người ăn đi. Dưới này. Ăn lại từ đầu. Ê cái cửa, à cái lỗ hang trên này đi được không? Nhảy lên được không? Không anh ơi, mô hình. À cái này ăn gì? Đây cô bé ơi, có rất nhiều thịt rồi. Đây, cứ nạp vô bạn ơi, nạp vô. Nạp đạn. Lên được anh. Để xem mình thật ra quăng bị bay. Nạp đạn tí bắn nó mới chiến được. 5.000 stamina mà. Không ai. Không nhả tí nào ốc, ăn hết à? Ăn hết. Đói lắm rồi. Uầy. Trong cái hang là đẹp lắm này. Thời ca hôm nay phá đảo rồi còn gì nữa em. Thì còn hôm nào nữa. Con này cũng được đam hú nè. UT cũng được ăn đam hú nè. Ông xem chán lắm rồi, ông cứ giả vờ. Muốn lắm em còn xem nghiện lắm. Ấm. Ủa hay, em lên được rồi này. Kệ mày, đi, kệ thằng Khôi đi vào đánh bút đi. Gà đánh. Vô. Ơ, còn em à? Ê, anh đi được rồi đây. Ơ gà, lửa, tật. Lại em nhảy xuống. Sao bao lần anh Khôi vẫn bị lửa? Ai đứng dịch với em lên thôi. Không được. Lúc này à? Vua sư tử chỉ có một người anh thôi. Anh à. Anh nhảy ra ngoài em được không? Nhảy ra cái lỗ chứ. Không nhảy được. Mẹ ai ấy. Quay không nhảy rồi. Tập trung à? Ê, đi trước đánh cạnh boy. Đi. Con này có tele không vậy? À, bún đây luôn à? Đi. Đâu, tele mà. Đi đúng vào trong vòng đi. Tele à? Ôi rồi. Đúng đây. Sẵn sàng chưa mọi người? Chưa. Ok chưa? Còn nghề mà. Nhiều người không vậy? Ok rồi. Chưa rồi, không là biết rồi anh. Bỏ đá vào trong con em đi không ơi? Lắc lại. Nhưng game hôm nay đẹp hết nhỉ? Chứ không tí ai ở nhà làm biết gì. Lão anh ngồi ở nhà chịu đấy nhá. Nhà là nhà thế đéo nào. Thừa không nhở? Thừa hay sao á? Cái đông đông như nào nhỉ? 11 người rồi. 11 rồi. Ai cứ được chọn đây. Tùng ơi chạy ra đây Tùng ơi. Tại sao lại là Tùng? Em đi rồi. Vào rồi. Ừ vào rồi. Không phải Tùng, không phải Tùng. Mọi người ơi, mọi người ơi. Ê, tại sao lại em? Cháu đúng rồi. Đi mọi người, chơi đi. Đây, chơi, cắt đây. Ê. Hú rồi. Giờ hú rồi đó. Đi đi mày. Bắn đi Huy ơi, bắn đi Huy ơi. Ok, nó cắn con nào 600 đam. Mạnh thế. Đi nước đi, giúp tí hủ thôi. Hủ rồi. Cắn cái đứa cái máu luôn à. Ngoài hạng nghiệp rồi. Tột máu giả mang chưa. Con này là con gì đây? Của em beta. Không ơi mà che tầm tấn đâu rồi á. Bita. Đấy thầy đứng đợi á. Đánh đi tư nhiều.
Lưu đi dành chưa nhiều. Giáp mà vô nó làm cái nửa cây. Chết rồi anh đội, anh có mang cái không 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 chết rồi mất rồi. Nhưng mà thôi con này bé lắm đấy em đéo đi. Nghĩa là tìm lấy con sói cuối ạ, nếu mà mình gì không? Ấy. Rồi vô đây. Được cái đầu tên ạ. Màu cái đầu thôi, mấy con boss này có đồ gì đâu. Đồ nó tùy con ấy. Đi rồi. Ê. Tiếp. Con tiếp theo là con gấu, à con khỉ. Của đi về Bắc Giang nào. Ôi, tặng... mình cứ đi như này xong ai đen thì ở lại thôi nhỉ. Nhưng anh độ bị sao? Đỡ phải quay. Thì chúng mày lại chim lên gì đó. Có bắt đập. Con đi hôi máu đi ốc. Con nắm cam. Mẹ 10.000 máu thôi chừng nào mới xong về đổi con khác. Con đi luôn đi anh ơi, đi tiếp là đến rồi nè. Đi tiếp luôn. Bỏ nó đi. Đi lấy con chú tia kia đi anh. Đây. Tay lên luôn. Thầy ơi. 6 giờ với cả chết thì tay cầm sợi nhà thầy luôn á. Thầy phải đi theo rồi, thầy đừng đi đánh. Thầy có tê lê mọi người. Đúng. Van Halen đúng không? Van Halen ở dưới 6 giờ ấy, xong rồi SE. SE ok rồi. Người được chọn. Thầy là một người rất quan trọng. Đúng, sợi nhà thầy luôn. Thôi thế thầy đừng vào nữa không, thầy vào bị thầy mất tê lê đấy, phải có một người giúp anh em di chuyển. Đúng rồi. Thầy là key của cái phá đảo ARK này luôn ấy, thầy quan trọng cực kỳ. Cảm ơn thầy. Anh Độ làm video phải để mặt thầy vào đây nhá. Ồ, ok. Thầy là king. Thumbnail. Thầy là kiểu giã tẩu à? Không, thầy là Sa Phu. À, Sa Phu. Cùng kiên, đình thôn, phá đảo ARK và cái kết. Đỉnh vãi bìu. Phùng Kiên này. Yes, sure. Tóc chảy mà. Ôi kìa. Chờ em với, em chỉ chậm lắm. Tóc chảy rồi. Vít của Vico. Vít gà lên. Sập. Ôi, yên thách vàng này. Đâu? Trong bông mai. Ôi, đây là yên luôn hay là bánh cháy em? Không biết được. Chắc là yên là chế. Phải thiếu 75 tháp ạ, sao muộn vậy? Ôi, chế tôm, tôm mê tổ vậy liền. Nhưng mà cái mê... con cái này rẻ hơn cả biển yên 70 giáp anh ạ. Lấy nốt được kia đấy, cho nó hồi lại. Thôi tí anh em đi farm chế lại lượt mới cũng được. Thôi anh ơi. Tôi vẫn còn crafting mà. Mọi người bây giờ mà farm là farm phải farm 40.000 ra đấy anh ạ. Thôi. 70 giáp, 75 giáp không khác nhau. Đúng. 3 giờ tới sáng đi, là lên đủ đi. Mà. Thì nữa nếu như mà đạt T-Rex nếu như thôi, không phải nói gở, mà đạt T-Rex mình chết mà mình thất bại lần này thì mình sẽ farm giáp mới sau em ạ. Anh yên tâm là em giữ lại 10 quả trứng rồi. Giữ lại 10 quả trứng ở giống nãy rồi. Chết phát là hồi sinh liền. Vẫn còn bắt ốc. Vẫn còn backup, yên tâm. Trời ơi, Tú ơi, xong để lại để câu. Có khẩu thấp gần 200 thấp mà. Em biết. Mọi người cái chắp ở ngoài là để bên gì ấy. Chậm quá. Còn dư một khẩu shotgun nè, ai lấy không? Anh Huy ơi, thiếu Spinosaurus sai. Có. Milaculeo. Mình ăn đồn đỏ. Nào là sẵn đây ghế cho mày rồi. Lina Toxic. Em á. Cần thủ. Em trên này có con róc rách không? Hay là hôm nay là con gì đây? Ơ lên nhặt drop. Drop sắc cười. Nhặt rồi. Nhanh nhé. Xe đi nhanh thế nhở? Nhà mà. Nhà tâm. Con của thằng ốc xanh lét á, sợ ấy. Con ta có tốc độ chạy mà yêu ơi. Hả? Có tốc độ chạy mà.
Đi đây. Em đang tới anh ơi. Ủa chạy về. Mày không đi bộ ấy sao mà kéo thế á? Khi nào mình chạy nhanh lên rồi, chưa đủ dừng lắm mà. Thành hình tròn. Cái lúc mà nếu mình đứng thành hình tròn bên này spawn bên kia thú nó còn đứng như thế. Thầy ơi thầy, thầy cầm cái công thức yên T-Rex này backup về mang về này. Tí chết hết thì còn có cái mà chiếc. Này hú cũng xa, không cần phải đi vô đây. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ê, tao này. Tao đi. Tao lại, à, tao ở đâu? Tao là à, đây. Rồi rồi, thầy cầm đi, cầm. Tí chết đi bờ thác kia có cái ghế kìa, thầy ngồi đợi nhá. Thầy ngồi đi, câu cá thì ngồi ở đây. Ghế đâu bây giờ? Ghế em đặt cho thầy đấy, thầy ra ngồi đi. Thầy có xem không? Để bạn livestream lên cho. Thầy đưa thầy một cái tab của anh Moi. Thầy lên đấy cẩn thận đấy nhá, dốc tách giết thầy nhá. Thế làm sao được anh? Thầy tự tin đấy. Cả thằng không chết rồi. Thằng thang rồi anh Huy ơi. Ai còn bay lên kìa. Ai vừa nhảy lên nhỉ? Thầy. Vô. Sang rồi chủ trì ơi. Chủ trì lag rồi, 3G hơi lag một tí. 3G okay lag quá chủ trì. 3G lag quá hả? Hết 3G. Đây. Có khi phải đập chết nó xong lấy đồ cho người nó thôi. Sao ngày chuyển hết đồ vào trong đấy. Trời, đánh cho ngủ cũng được mà. Bắn tên ngủ đi. Em bấm đi ông ơi. Giữa đúng không? Đúng rồi giữa ta. Đam vô là xúc thôi nha. Nó vô nó reset vậy là búp hơi sớm rồi. Không reset đâu. Chả biết nữa. Cái vàng xung quanh người là cái gì ạ? Búp đam đi. Búp đam. Búp sĩ khí á. Là con xanh led đang búp à? Đúng rồi, con xanh lè. Đi lên. Đi luôn, không lạnh, đi luôn. Rồi, con em rồi. Lên. Đạp rồi. Ôi trời, lên rồi. Tới chưa mọi người? Không. Em đáp rồi. Ok. Đâu. Nhảy được. Không. Đây à. Ông ơi. Đang kẹt cái ghế ở đằng sau. Đằng đi nữa. Không. Chập. Ai ở đây? Đây. Đánh ở đầu nó để block, đánh ở đầu nó để block nó. Cái gì vậy? Bóng qua đầu nó, bóng qua đầu nó, bóng qua đầu nó. Đi tôi. Qua đầu được. Cản nó lại. Ai cản nó hai ngồi đầu nó thế em nhìn cái thanh ở bên dưới của em cái theo thanh như đây thì em giữ cho trái nó sẽ đánh mạnh phát là lên mấy nghìn đam đấy hiểu không? Không hiểu. Hai con này cứ tội cái đá mình đấy nhờ. Là nó bị ngu rồi. Anh ghét là luôn cái tin. Ok, tung. Chết rồi. Mày lạnh chết rồi. Lần chết rồi. Nhặt đồ tung dây. Chấm. Tung béo nó không tăng điểm. Không yếu quá. Tao có bảo anh đưa thuốc cho tung béo. Đéo nó béo. Nhặt đồ nó về anh ơi. Nhanh 40 giây nhanh. Đồ đâu nhá? Đồ mày chết đâu đấy? Chết rồi. Bài có đéo không? Đéo con này đi. Con dở hơi đi ngay này mà. Thế rồi. Huy lấy đồ Huy. Lấy đâu? Rồi, bìa lỗ vậy. Nào gọi bốt thì bảo nhá. Bìa lỗ vậy. Nhá.
Đấy, tới rồi này, đủ rồi này. Tới rồi anh ơi. Gọi chưa? Gọi đây. Gọi rồi, đang tele rồi. Ê. Xong rồi cả, đến nơi rồi. Nó đánh con Juti mà, con rơi nó đánh người đấy anh ngốc nhá. Em gọi cho mọi người. Gọi đây. Ngốc ơi, nó gọi đệ ra là nó đánh người trên thú đấy. Anh biết, không sao, anh khỏe lắm. Lói sợ thú chết rồi chứ anh không chết nổi đâu. Đang đánh 900 rồi ạ. Rồi bao nhiêu rồi? Kẹp luôn lúc này ở đây. Nhìn rồi chưa? Phải đi khám phá cái hang này. Trời ơi, may à. Ôi anh ơi, chơi nhầm con rồi. Manticore à? Tao nó phun lửa, tao nó phun lửa đứng kia ta. Đồng. Chờ nó. Bắn lưới nó đi. Ôi, tìm gì chi, bắn đây, bắn đây, tí không kịp thời gian đâu. Đang sắp tới anh. Con rồi, Tú ơi. Súng chưa có thử bắn đây để cho nó xuống. Đây này, con của mày đây này. Bắn đây. Để súng bắn nha. Một hit này. Càng bắn đi, càng chạy kìa. Mẹ. Không tới. Nó làm gì nó vẫn phun lửa bên là phá là. Không ăn nó không bắn đâu. Nó bắn đấy. Nó chọn có mấy con to nhất rồi đánh trước mà. Trốn thì trốn sau núi vậy má. Nó không xuống à? Em bắn nó rồi này. Bắn kêu nó xuống yên ơi. Đấy nó có anh nhóc ơi chạy đi nhá. Không sợ. Cover. Em tới quá ơi. Cao quá. Bắn súng nó nãy giờ được có 1k máu. Con này nó không xuống à? Hôm nay gì thế nhỉ? Anh ốc lắc mình ơi, khỏi cover. Lắc nó mỏi. Bắn em. Mà te lắm thế. Mày nó sao quá. Vẽ lồn kìa. Ôi, bắn nỏ được 151 dam luôn ạ. À. Không ơi, mọi người nó xuống. Hú đam. Chạy nó.
Nửa máu rồi đấy. Nửa rồi ấy ạ. Ờ, tao mất nửa máu đấy. Không có đấy quanh mình. Đấy, đi cạp đi. Lùa đi, cạp đi. Đam, đủ đam. Đủ đam này. Ê, bắt đầu này đừng có dí mình nè. Kết, 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 kết. Có nghìn máu. Get up, get up, get up. Okay, okay, okay.
đơn kìa, cái gì chỉ đi nữa. Con này hèn thế nhờ. Né, thật lâu, thật lâu. Né, 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 né. Bây giờ bãi áo rồi. Còn có 15 phút thôi. Anh em bắt đây, nhìn sắp. Không phải. Không chỉ là mất mỏ chính người thôi. Ở đây về lô bạn đây. Bạn sao con rơi, con rơi kìa. Anh Quang, anh Quang. Anh nhầm ca, anh nhầm ca. Con chết đây, con cầm, con chết đây thôi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu đâu. Té mà té sau lưng. Tới đâu rồi, tới đâu. Mình té Quang ơi, Quang ơi. Cứu cứu nó, cứu nó, cứu nó. Ở đây, tới đây. Ây da. Nó nổ luôn à. Phải lì thật. Chạy chạy mọi người. Mấy con này đánh nhanh ngốc mà. Để em choang nó. Choang nó, choang nó, ừ. Mẹ em bay sang hẳn con rồng người anh ngốc ơi. Đâu nó dọa nó đáp, nó đáp, nó đáp. Đá bài ra chơi đi, anh chạy mua này. Bài bài. Anh chơi đấy, mọi ơi, đi đi đi. Không biết mỏi hả? Bài hoài ta. Đáp 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 đáp. Hoài đi. Bài bài. Ôi phát. Tổng lưới 9-10 thôi đúng không? Anh có mua la không bảo nó chụp thương. Con này cho mình la. Mua la. Con mình nhìn chồng chứ. Đánh chỏ đỡ hơn, chỏ đỡ quay trong cung. Xuống đây, xuống đây. Để lên còn tát được nóng nhỉ? Xuống đây mọi người ơi. Còn bây giờ nó bay là nha, mình tát dưới bụng nó vẫn lên đam này. Chết rồi thì đừng cố nữa em đừng xa ra. Sắp chết rồi. Ô đồ của ốc. Một cái nhà thôi. Con hết sức ở đây. Để tập em hú lên cùng. Đây, chân nó xuống, nó xuống, nó xuống. Lát hít, lát hít nào, kết thúc nào. Em phải luôn. Kết thúc nào. Cố lên lên ôi. Xuống nó xuống. 10k 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 10k. Mày đồ chết đi rồi, chết đi rồi. Mày chết mẹ mày chưa. Châm vô địch D-Bone man. Quay lấy tiền, lấy bản vẽ nó lấy đi. Ồ, mỏi cái tay người ạ. Ây da, nóng nóng nóng. Ai lấy đầu phải không ạ? Không ai tìm sống nhá. Mà mình không chết đấy. Em cầm. Đâu rồi nhỉ? Đồ con khỉ này ai cầm rồi đúng không ạ? Rồi em cầm rồi. Ai chặt đầu nó chưa? Cầm về bản chưa hết cả hồn. Về nhà hồi máu ấy. Chuẩn bị T-Rex bài cao cuối cùng à? Ui. Vãi cạp. Về nào con game này đi. Hoặc là làm lại từ đâu. Ai tay lên đi. Anh tay lên rồi. Anh tay lên rồi. Thầy chuyên nghiệp, thực sự ạ. Còn một gì spec? Thầy đúng là sinh ra để làm nghề này rồi. Người vận chuyển. Đúng là linh hồn của AGK đấy. A đảo đúng nhờ thầy đấy. Ra trùng cuối của con này không phải con sói anh ạ, mà là con ngao. Không có thầy là bọn mình không làm được cái gì được đấy. Thầy đình. Tốc độ thì quên em về rồi, bị lạc rồi. Không, đã thấy trước mặt đây hư máu mà. Nhà xin chung.
Tìm đi, tìm đi. Bên đây, gọi cho tao này. Bên AK này. Bên đây. Bảy nuôi bốn này. Mục đích tao bảo mày bao lần rồi mày có biết đóng cửa khi vào nhà người khác không? Ờ, không vào đâu. Mày vừa chui vào trong, tao đứng lên tao nhìn ra. Tao thấy mày vào xong. Đem hai con mani nào đi nhờ. Và lũ đít đâu rồi? Đâu rồi? Bằng màu trâu, bằng màu trâu á. Đâu nhở? Màu trâu con hobbit này. Nhắc một con mani được hú đam. Có cái đó nha, có cái 30 ngang mẫu nha. Đâu à? Haki ơi. Đem ra cái nhà. Ở đâu đấy? Cởi rồi. Đâu đấy? Có chứ. Lùi ra để xếp hết tí đấy. Mọi người nhìn hết về hướng khói nhá, để anh xếp lại chụp ảnh cái. Mấy con thú nhỏ ra đằng trước chưa đi. Ok ngay. Đây. Đây. Chú Ti đứng đầu nhá. Chú Ti đứng đầu để che mẹ hết à? Che mẹ hết lắm. Em đứng sau. Từ từ, chú Ti đứng sau. Melo đứng đầu. Melo đứng đầu đúng. Melo đứng đầu nè. Xa thế mọi người xong. Thầy ông Kiên lên chụp hình nghe về là thầy ông Kiên ơi. Đợi tí. Đợi tí. Thầy ơi. Đi cú đến thầy ơi cho nó đẹp. Cú tao mang về nhà mày rồi đấy. Chết được thầy ơi, hôm nay là quyết định có chơi nữa hay không. Anh lên mình cho cây là hơi cồng kềnh nhá. Chưa chọn được vị trí. Rồi đây rồi. Chưa còn lái xe thế chị ạ. Rồi ôi, đẹp quá. Trời ơi, anh mời xem con tí đét kìa. Black tên là Pino đâu mày che mặt tao. Anh Quang, anh có lọ thuốc cho anh thừa lọ thuốc nào không ạ? Em vừa ăn. Cái gì? Có lọ thuốc nào thừa không hay là... Đây, trong người con này 4 lọ này, còn này. Lấy mua thứ một cái ạ. Ừ. Ok. Dịch xuống đây tí trông cho nó đông. Dịch ở cái chỗ bậc thềm ấy. Cái đỗ lại xe cho mẹ ơi. Sao đây? Kẹt lại đi. Tiến lên lùi xuống. Thế thôi, anh ấy đứng đây cũng được. Kệ, cho anh ấy. Được chưa? Anh đứng đây to quá, xe của mình. Kẹt ở đít to quá. Mọi người ơi, mình đứng xuống. Mình đứng xuống đây không? Chưa. Vừa đằng sau xong mình đứng đây không? Thôi này. Wow. Ngồi lên thú ấy. Ok, nào, ngồi lên chụp ảnh nào. Ấy, đội hình hôm nay trông mạnh hơn hẳn nè. Mày tổ chiến như này đúng không? Ừ. Thử nha. Nó đang... Tao phải đứng ở đầu với cam là mới ta được. Rồi về đứng cạnh thầy mày cao lên tí thầy. Tụng áo em lại. À chỉ chấm lên. Thì chung mày cao lên nhé. Chung béo lùi đây đứng cạnh anh. Chung béo. Hay giờ. Rồi đẹp luôn, đẹp luôn. Cao lên một tí nữa. Uầy, cú đẹp nhỉ. Ok rồi. Chung mày. Đấy, Huy Bế sang đây, Huy Bế. Bên phải là còn có chỗ đây. Đây này, dưới anh ấy. Ừ, đấy. Ok, anh em chuẩn bị chụp ảnh ngay. 1, 2, 3 ò dè nhá. 1, 2, 3 ò dè. Ok, xong rồi. À, chơi đi. Có hết T-Rex vào giữa vòng anh em ơi. Mày gọi đấy, okay. Tí mày điều khiển đúng không? Bây giờ nha, thú bé đứng ngoài đã để xếp T-Rex vào đã. T-Rex trong kín mà anh ơi. Rồi. Cắm hết đầu T-Rex vào đi. Xếp tay đi. Cắm hết đầu vào. Mỗi người một việc đấy anh ơi. Lùi lại được. Không còn phải quay đâu, lùi lại. Tí mọi người đến phát mọi người leo lên thú luôn để em hít T-Rex nhá. Đến có thời gian chỉnh nó không lo đâu. Nó không ra luôn đâu, con sói nó đứng xa lắm. Ok, lên thú nhỏ đây. Để ăn uống đầy đủ mọi người nhá, đừng chết nhá. Đi uống nước rồi, các em ta. Quần anh ơi. Vào đấy lạnh chứ không nóng đâu em ơi. Nước trong nhà. Let's go. Cái gì nhỉ? Rồi. Gọi bot em đi. Ready. Không bây giờ thì bao giờ. Ô, trong con T-Rex kia hơi lòi ra có sợ bị ấy. Đẩy nó vào đi, xuống đẩy vào. Trong vòng được. Trong vòng rồi. Đi thôi. Hơi bé.
Có ai mang con gì trên vai không? Mày vứt hết đi nhá. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Đánh luôn. Để rồi. Ôi ôi, đúng rồi. T-Rex lòi thế nhở? Ừ. Trông như một con T-Rex đấy. Được, được, được anh ơi. Chín cái đầu. Chín nửa người mới được chứ. Còn em cái thầy... Con bị lòi đây. Con rất bị lòi rồi. Tắt được. T-Rex rồi. Nó còn cái đầu vô mà được mà. Mang chân. Ơi. Bây giờ mới lòi nè, anh hơi giờ đi mới lòi nè. Bao nhiêu giây nữa? 6 giây, 6 giây, 6 giây. 5 giây, 4, 3, 2, 1. Đừng đứng dậy đấy luôn, đừng xuống đường nước, đứng dậy nó luôn. 2, 1. Rồi. 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 Mày lòi không đây? Lên lên thú, lên thú đá. Lên thú đi, lên lên thú đá, lên thú đá, lên thú đá, lên thú đá. Giờ đủ hết rồi. Người cắn thuốc, cắn thuốc, cắn thuốc. Cắn thuốc đi, cắn thuốc đi, cắn thuốc đi. Ủa. Thầy đi mất rồi. Không phải cho vào rồi, không cần cắn đâu. Ờ. Thầy vào rồi. Đã ở lại. Em ở lại. Chấm mới lại. Sao mà người? Ủa nhưng mà hồi nãy vào vị trí, vào vị trí. Rồi anh vô, rồi anh vô. Nhanh. Anh chơi, hú lên. Hú lên. Em hít đó. Rồi. Từ, cởi mà đây, đừng vào nha. Để T-Rex vào trước đã. Người vào vị trí đi. Này thầy Olive thì block T-Rex kìa. Thầy ơi. Ra đi. Uống trà vô cho đỡ nóng, cho đỡ lạnh. Đi đi. Đứng gần hú hú luôn rồi. Em hít T-Rex đánh hết rồi nha, đừng hít nữa nha. Ok. Đứng xa ra vào vị vị vế, đứng bảo kê cho. Được, bắn ổn đấy. Ok cho du team vị vế. Lượng góc cái. Ok anh ơi. Đẹp góc đẹp. Ok đó, T-Rex ok đó. Đàn T-Rex của tôi, chơi nó. Anh đứng bảo kê đi nhá. Hú đàn T-Rex kêu. Hú thôi. 10 tăng cơ. Hú sói. Không bay được. Nóng măng em. Cẩn thận bật ra có thú đấy nhá. Ok người. Nóng măng em. Sợ Ngọc ơi, em đã có thuốc rồi. Hay quá nhờ. Bên đây ổn. 150 máu rồi đi rồi. Má về lò bắn đảo quá. Bắn đi ông ơi. Ra không cần đánh đâu. Lát nữa mà tên đó chết hết thì mình quăng. Bắn đảo thôi. Mình này vô cho nó. Chết được anh ơi, không chết được. Yên 70 giáp không chết được. Ví dụ thôi em ơi. Bên à? Mày em không bắn ơi. Hôm trước mày đánh ai? Sao? Hú lên đam T-Rex nhiều vãi. Đam T-Rex kìa. Bên với Tú cẩn thận nhá. Công thức chung để chiến thắng. Ôi bảo kê duty, bảo kê duty. Anh ngốc. Đây lại cạp rồi ha. Hay mọi người, hay quá. Ta hãy nhớ đến cái này. Mày cũng bảnh quá. Quẩy ngày đeo đã bắt đảo ARK. Quẩy là đầu tiên phá đảo ARK luôn ạ. 2004. Bắt đảo cái thi đâu. Cắn đê, T-Rex ơi. Đấy, đến cả ARK khó như thế này mà tôi còn phá đảo được. Các bạn, 2K4 hãy cố lên. Công nha. Hai tinh. Hết. Em bị hút vào. Em bị hút vào. Kéo chết đi. Sao chết có người nhà thác anh ơi. Đừng no. Mũi. Đừng no. Người con này chơi được. Ôi xoay, cover me. Đâu rồi, duty lên đây, duty lên đây. Chúng đây cắn hộ em ngay. Lướt lủng các kiểu đi mọi người. Đang hôi bỏ đấy. Lực lượng của mình chưa ai chết đúng không? Chưa ai chết người. Chưa ai chết. Công thức chuẩn mà anh. Direct là vô địch rồi. Kìa. Bắn xoay băng nhật kìa. Say sắp chết rồi anh ơi. Bắn đi, Velo bắn đi. Đang bắn, 27 ngàn. Rồi. Chết rồi. Vào tap luôn đi mọi người, vào tap đi. Vào đánh luôn đi. Cover ngoài kia. Xong rồi đó, xong game rồi đó. Không, ta không dại. Xong, end game. Ê, lấy tiêu bản cái, Kéo rách ra, kéo hết rách ra. Cái con này mở tech so à. Đây kéo cho. Đó, ra hết rồi. Unlock được cái kín. Mày unlock được tech so. Ui, tung một con T-Rex nào chết luôn ạ. Thú chuyên nghiệp. Yeah. Được đầu không? Những nhà huấn luyện tài ba ơi. Có được cái đầu. Sao trông yếu vậy? Mọi con này cũng đánh. Mọi người có được quả Pokeball nào không? Pokeball này. Gì vậy? Đâu bọn ta đứng sao, ta đéo biết gì đâu nhá. Còn em bắn Venom không biết gì nhá. Em bắn Venom mà. Sao đây?
Ai cần à, không hổ công nuôi bao nhiêu ngày tháng, một tháng rồi. Được chú nó chảy máu kìa, nhìn thương quá. Ô, thế phá đảo rồi mình còn gỡ được cái hột ở tay ra không? Không biết anh ạ. Hoàng chăn nuôi bông nghiện. Cái này là mình phá đảo bằng cái gì mà còn khi nào mình chơi comment á thì mới ra cái kia. Từ từ mọi người ơi, em có cái này hay lắm này. Cái gì đấy? Sao đây? Mọi người ra đây xem. Mẹ nhìn T-Rex mẹ đỏ chót mẹ hết luôn ạ. Thước mẹ người luôn. Đây là đâu? Đâu ở đây? Dưới này là đâu? Đâu ở đâu? Kẹt rồi, kẹt rồi. Tránh xa tí, tránh xa tí. Anh ngốc hả? Xuống đây đi. Mẹ cho mày rồi, nhiều T-Rex quá. Mọi người ra ngoài đây để em hồi máu cho đàn mày cho. Mọi người nhìn nè. Đâu? Sao bông? Sao bắn cái gì đây? Được rồi anh. Wow. Đánh đến con boss xong được đuôi con này. Đánh boss xong được đuôi con sói á. Đúng rồi anh ạ. Ô, đúng rồi, đánh boss xong nó cho cái quả cầu con ném là con sói. Cái sói này chỉ số 30 hết luôn này. Henry kìa. Có stamina 39. Stamina 39. 30 rồi. Nhìn con sói phèn thế. Ừ, con này đéo đẹp và con sói bình thường nhỉ. Con sói bình thường đẹp hơn. Trông phèn ỉa. Trông to hơn đấy, trông to hơn đấy. Cả thử ơi, cả thử quái. Trưởng thử đi. Con này đang có 300 mà. Nhưng mà xem nó có chiêu trưởng là nó có chiêu khạc băng đấy. Có chiêu gì vậy? Đấy. Ui, thích thế. Ồ, oh, được nhờ. Đâu, tao thử em mà. Quang, tao thử em mà. Ui, anh là mình. Chơi, anh thầy tao với em. Đi. Trời ơi, anh ơi, đấy là chị Trần Mạnh Quang. Mạnh Quang à? Nguyễn Bình Quang à? Chỉ con này màu hơi xấu thì phải, mình ra chúng con. Cái này là tăng thủ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. CX, cái đích chôn C. Không, không có gì cả. Có mỗi chiêu này thôi, mỗi chiêu này thôi mà. Đây em cầm shotgun này đội. Hay là mình bắt thêm con đực nữa để cho nó đẻ. Nó ở đâu anh? Vào giết tiếp. Hên xui à? Hên xui ra đực nữa hả? Thôi phá đảo rồi. Đúng tại đây luôn rồi. Đưa đàn T-Rex về. Anh Ben ngủ đây đi, rồi đi về. Thôi Ben ngủ đây. Về đi. Chụp này kêu chum ta lên. Về đi, tập trung về đi. Không có mày lại lại mà. Không có. Chết mới ta lại. Có đây. Mọi người ơi, con. Từ để em thả, em cho con này vào trong. Ok á, sao lại lệch thế này? Bỏ người đem bật không ạ? Hai người bật mà, kệ, bật hai người luôn đi. Bình tĩnh. Cứ về hướng ư là được rồi. Bao quanh mọi người nào. Chết rồi. Lấy luôn cả cái tượng con gấu về mọi người. Ê, có cái đường gấu về ở ngoài kia, có ngoài kia. Cắt cho dắt. Đang gọi vô rồi. Chưa, ai hủy đấy? Không, hủy. Trời ơi. Dập đi. Trời ơi. Ờ. À, đàn T-Rex mạnh thì thôi chứ. Vừa hết chưa? Trời ơi. Con sói này em cứ thả nhà em nhá. Mọi người mang hết mấy con bắn về nhà ông 7 đi nhá, giả nó nhá. Để em kéo T-Rex về nè. Hình như bỏ quên cái con em cưỡi ở đấy rồi sao? À đây. Anh đang cưỡi con đấy rồi đó. Đây này. Thôi anh này đi, em mang con này về được rồi. Gì nữa không? Ui, mấy con T-Rex đỏ hết máu rồi. Ừ, xước hết người luôn mà. 30 ca máu á, cái bình thường mà T-Rex bình thường mà em nuôi không được 30, 15 ca máu là chết hết rồi. Với cả yên xịn nữa, yên mà lởm chắc là chết mẹ rồi. Mẹ em farm à. Đi lọc đi vét hết da của mọi người mới phi chế đổi đấy. Ông nuôi mà. 5.000 da một cái. Về thôi các con ơi, làm tốt lắm rồi. Ý chí. Cái làng. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Đây là tất cả. Không anh Tú ơi. Mở ra đế chế cân thủ anh Tú ơi. Đế chế đồ tích rách. Ê phát chế hai cái kiếm cho con Mantis cầm người phát. Đây em chế hai kiếm tích cho con Mantis cầm đấy. Cân thúc thật rồi. Chế một cái chứ phát cần gì phải hai. À một cái chứ. Quên. Đi trước đây. Thầy ơi. Ôi nó làm gì. Ông nó làm gì. Không may nó đẻ trứng dọc đường. Ngày mai nó từ đây. Kệ nào chị ơi. Nhặt về để tủ lạnh cho em. Sẽ còn hai con vẫn để ở đây ông mà không dắt chết luôn. Đây. Từ dắt hai lần chứ không dắt hết được. Đây chị kiếm về đi.
Thực ra là bây giờ em xây thử cái cổng. Bây giờ mình phá đạo rồi anh ạ. Bây giờ mình bảo Huy add nguyên liệu ở đây cho anh em mình xây nhà đi. Xây xong một hôm xây nhà thì có thể trải nghiệm được. Huy ơi, à đây tao làm được mà, tao làm được mà. Mọi người muốn trải nghiệm khu một đồ tách không? Trải nghiệm ấy. Người muốn trải nghiệm khu một đồ tách không? Yes sir. Yo. Chép vào đây, chép vào. Bây giờ anh add cho mỗi nhà một cái bàn tách trước đã. Đỡ xa. Rồi, xong anh nhét nguyên liệu vào đấy chứ. Đừng xa xa một tí. Tập trung ở đây. Bây giờ anh em xây nhà xa ra đi. Nhà xếp đâu nhỉ? Em sẽ xây một cái Ocean Bay ở ngoài biển. Từ từ tao phải tìm cái cốt đã. Niềm mong ước bao nhiêu năm nay. Cốt bộ đồ. Cốt bộ đồ là gì? Gì nhỉ? Camo á. Cốt. Mấy cái chết cốt á. Tuyệt vời. Yeah, tới giờ ngày mai chúng ta sẽ là ngày xây nhà. Đây rồi. Uầy. Oh my god. Đây, wow. Cầm đấy này, cầm đấy này. Đồ quá, cầm này. Thật là chiến. Đẹp vã lên luôn. Tên rồi. Uầy. Tự động cổng. Mình đi tới là nó tự động mở luôn này. Đâu sao nào, đâu. Cổng tách không? Đá phan. Đẹp lắm. Anh Quang lùi nhanh, Quang lùi. Bê qua tắm này. Cầu hiện đại quá nhỉ. Hình như có ai mới bấm. Wow. Đỉnh nhờ. Đỉnh. Xây nhà thôi. Bồn. Cái này là cái cửa đi qua đi vào hả? Đợi xây cái đồ frame ơi. Đợi xây cái đồ frame phát. ARK viết tắt của cái gì anh nhỉ? Bênh cả cái con sao đâu lên. Cái YouTube nó ghi là sống sót giữa bầy khủng long. Video dày này ngã sướng cực. Sống sót giữa bầy khủng long ăn thịt. Cái game ARK nó dịch thành sống sót giữa bầy khủng long ăn thịt. Thấy cái gì anh? Thấy cái gì không? Khi cái trang comment của nó là trang nào nhỉ? Trang này đâu đâu gửi cho anh trang nào. Chạy cái đồ phim á, cái đồ phim tech á. Như chết được đồ phim mà. Được thì được. Để em chạy ra ngoài biển cho em về nhá. Ghi item num ARK nghĩa là ăn rất kém. Ok nha. Hiểu ấy rồi. Rất cun. Mình không có bàn poker tech hả hiểu ấy. Cái này game quá rồi. Sắp có rồi. Ôi làm sao để bay lên hả? Được. Không bay lên được. Mình cần cái bàn poker tech hả? Gì cái gì bay, anh cần gì bay? Đây này, rơi xuống nước rồi, bây giờ không đi lên được, không chạy nhanh được. Ok, miếu đúng rồi, đúng. Làm cái gì đây? Em phải không nhìn. Cái anh mà lọt xuống lọc nước là anh phải có cái áo để mà mình bay lên. Mọi là phải bơi á. Megalon đó, đông quá. Ôi, cái đầu phèm này á. Tao sắp chết rồi. Chết tao được, chết là sao? Cửa đâu? Cửa đâu phải? Cái có cửa. Ủa, cửa à? Lắp cửa. Ok. À có anh lắp rồi, quên. Cái này là đo phim anh ạ. Không phải đắp của đo phim. Ủa sao đéo mặc được cái áo tách vào nhờ? Chưa giết được boss cho nên nó chưa cho mặc anh ơi. Ôi trời ơi. Anh chết vẫn là. Anh chết ra được áo nhưng mà anh vẫn không mặc được đâu. Anh phải giết boss. Vẫn là phải cái này đó. Đấy, cộng đây ngốc. Vui chưa? Em xây cho anh kia nhà tách bằng một foundation nhá. Được. Huy ơi, làm sao để unlock được tất cả nhỉ? Nó phải có cốt unlock hết chứ đúng không? Có unlock and RAM mà. Có cái cốt unlock and RAM. Ôi Haki ơi, đi về con ơi. Thử xem lấy cái cốt unlock mấy cái đồ tách thử. Máy con này không xong nữa thôi. Nó là cái Give RAM á. Sai cái lệnh tech only kìa. Jet Reality mà. Được không? Được chưa ta? Xây cái gì hả Pháp? Xây nhà anh ốc. Nghe thấy cái này anh em dưới này rồi này. Tuy nhiên thấy buồn nhỉ? Ai bảo? Cái gì? Anh ghi thử gip on Endram tới LA như em chat. Em đi đánh nốt bot đi. Hết mày chat vào Discord đi, tao còn cóp chứ mày chat vào đấy thì đéo ai gõ lại được. Quên. Cái này là cái gì ạ? Nếu như mà không được cái đấy thì thử thêm cái này. Nhà của ai trên này nhỉ? Có sói đâu rồi anh Quang, cho em cưỡi thử. Sói ngủ ngoài sân kìa. Rồi, đúng rồi, nhìn tao này. Đâu rồi?
Full tech, full tech. Siêu nhân à. Đậu. Ngon dai rồi. Wow. Ui. Mày thử anh mặc qua đây. Anh bỏ element vô cái áo đi. Siêu nhân điện quang à? Lạp nguyên bộ element toàn bộ đi. Thiếu element vô cái áo. Element à? Cho nó bị ngủ vậy anh Quang. Element đâu? Chúng mày có element đâu? Làm nó thử mà. Trong bàn đấy, trong bàn. Trong cái bàn, à. Trời ơi, siêu nhân điện quang đầu tiên. Ủa, tưởng cho cái đó là nó cho full chứ ta. Ủa, cho vào đâu đấy? Cho vào áo à? Áo sang thôi anh. Vâng. Bộ rất là ngầu. Hình như là nó chân lượn. Ồ, nạp điện à? Anh đi đây, chào các em nhá. Các em tối cổ vãi liền luôn. Bye bye các em. Mày thắng lên cung chặt luôn rồi. Anh sang thế giới khác sống đấy, anh đéo sống với các em đâu. Các em đồ đá vãi liền thế. Này. Đi lên. Mày mất tiêu luôn. Cá trên. Ôi, cá trên sao cá? Ờ, có cái giày, chống ngã. Cái giày kia là ngon. Bạn đổ xanh đổ mất máu không? Chết chứ. Ôi, anh đổ làm con ai, con người máy đi. Con người nhưng mà con người máy làm nhau. Con này thì ta. Anh ăn lắp hết đồ anh. Con người máy là sao? Không rồi. Cùng đi đấy. Lắp hết người máy á. Người máy tao lại qua được à? Ôi, cái bộ này trông. Nó là con Esotech à? Met gì đó, MEK. Met à? À, vẫn bị Bola. Đồ tất nhưng mà vẫn bị Bola. MEK. Esomech anh ơi. À, có Esomech đúng không? Cái level 91 anh ơi. Và anh độ phát xem anh độ mất bao nhiêu máu. Để mất máu xong đây. Tránh ra nào, mẹ à, thằng nào Bola đấy. Bọn robot ta đánh chết bạ bây giờ. Khỏe em nha, em mới đến sau nhá. Đại chiến Thái Bình Dương thôi. Đau không nhỉ? Ui. Đấy. Cái con này là đéo nhìn thấy gì, toàn khối vuông này. Huy cho trời sáng được không? Tối quá. Cái con này đi. Hiện rồi anh ơi. Đây mình hiện. Con này chuyên đi sắp xếp đồ đạc. Còn cái con kia kìa, con MEK khác kìa. Con MEK khác cơ, mình đang chiến đấu. À, con này là con xếp đồ à? Con này đấm được này. Con này đi vận chuyển được á, vận chuyển đồ đẹp. Giao hàng à, giao hàng tận nơi à. Đây ôi, tấn công. Mở BBB đánh nhau đi. Đây cho chúng mày con này này. BBB mà. Ok. Ai chiu bằng. Ê à. Bằng nhau mất máu. Ai. Rồi bằng nhau. Đạn rồi hết đạn rồi. À, không phải. Ấy rồi, robot của tao đến. Ơ đéo phải của tao à? Của tao đâu vậy? Hey. Ủa men, sao đấy ai? Men ơi. Chém nhau thử xem. Chém anh môi kìa. Cảm ơn con đi. Ôi giời ơi. Một con đây, cho em một con đây. Bằng. Ai à. Ai à, hết năng lượng rồi. Ai à, hết xăng. Mày. Hết xăng rồi. Hết xăng ở đâu vậy? Nạp. Như là bỏ element ấy vô á. Ôi. Hết năng lượng rồi. Tech element hết anh ơi. Còn lên con này kiểu gì vậy? Hết đạn rồi. Sang rồi. Hey. Ui, mà có bao giờ chúng con chơi official và đánh nhau đến tận đồ tech để chúng con lấy robot đánh nhau không nhỉ? Có, bọn nó lấy robot đi công nhà. Ôi, lên rồi, đây. Rồi, một chỉ số. Tôi vẫn cưới. 14.000 máu, 2.000 máu, 2.000 máu. Wow. Ô, con mech này nó có lên level không nhỉ? Có thân kinh nghiệm chắc là có. Ở dưới một con quái thôi. Mô đu lần sau anh lắp cái gì cho nó kìa. Đó, nó có súng này hoặc là mở shield lên nữa. Ủa chém 500 dam ạ. Ui, lại còn lắp đồ nó để đỉnh vãi điều nhỉ. Ô, này như là bên map Aberration đúng không? Còn có cái MDSM là cái siêu đấy. Bay, sao ai không được nhỉ? Màu đỏ đẹp này. Con nào Huy cưới màu đỏ đẹp này. Bay được kìa, em hết xăng rồi, anh Quang bay được kìa.
Lấy lấy lấy. Nạp cái em cái kia vô lấy xong. Cho element vào. Không có element anh ạ. Ở cấp độ 95 với lại 97 á, có gắn thêm vũ khí nữa. Nạp vào kiểu gì hả mày? Wow. Bỏ vô người nó, bỏ vô người nó trong e thôi. Nó ghi là you hết. Bỏ element vô là nó tự tiếp cái fuel vô là này. Ui, bay được luôn này, đỉnh không? MDF là cái đỉnh này. Làm cái hiện đại quá nha. MDF là cái cái nắp kết bot nữa kìa. Đi dưới với con sứa thì bực mình nó lắm rồi. Đúng rồi, ghét con sứa quá. Xuống biển đi, xuống biển đi. Xuống biển, giết sứa đi. Sứa bị lồn. Đây, thôi, đây, thôi, em cũng bị hỏng. Đây. Nó đánh rơi ra ngoài đây. Để bây giờ chích được kìa, đếp được rồi. Đâu. Nó vẫn xích được mày, nó vẫn bảo quá. Nó vẫn bảo hả? Nó vẫn khỏe quá. Nó phải bắn nó. Nó chích rơi ra. Mày có sao vậy? Bố mày trả thù mày. Trời ơi. Chết mẹ mày. Mấy chữ này vẫn khỏe quá, nó vẫn chích rất là thú à, không được rồi. Ý là sứa. Mấy con sứa. Mẹ mày có lươn điện. À thì mình vẫn mất oxy nha. Bố mày đánh chết mẹ mày có lươn điện. Hết oxy. Hết oxy làm gì có hết oxy. Em hết oxy đâu. Có thấy tụt oxy đâu, ta chỉ thấy tụt máu thôi. Em sắp chết rồi, cứu em với. Cứu em với ập rồi. Bay lên. Không hết nguyên liệu, không bay được. Ê, hết nguyên liệu rồi. Không bay lên, cứu tôi với. Bay nhiều quá là nó bị nhiệt lượng cao. Con sứa tới giờ chưa hả? Bay nhiều quá bị nóng. Bị nóng đó, cái hit 100% là không đi, không chạy nổi. Nó cũng chém trúng con sứa nhở. Thầy ơi, đừng bật lóc em nữa. Con nó chết rồi. Bật lóc mày đâu. Tặng nhiệt em ơi. Rồi, hệ thống robot của mình nhưng không quýnh lại sứa này, mình nói. Chém nó đi. Mọi người. Ủa mọi người có muốn cưỡi con rồng luôn mình đánh không? Có luôn anh. Ừ có luôn. Ê, à mọi người chưa xem hết Titan đúng không? Xem hết Titan đi. Đây đây để lên góc trên này đi, tại vì Titan to lắm. Cái con này khi mà có cái con King Titan với lại có được cái bản vẽ mình hợp thể bốn này lại nhau thành một con chi robot bự khổng lồ. Ừ. Nghe hấp dẫn đi. Co các thứ nhiều. Sao con của thằng em cưỡi con này trông dáng được đẹp. Giờ lấy cái lệnh gọi ra cái con King Titan Alpha. Đứng kiểu gì nhỉ? Alpha Beta Gamma hả? King Titan. Đây rồi. Người hãy nhìn đây. Mà mình đâu? Phải cần một cái gọi là cái bản vẽ hợp thể nữa, cái đó tên gì ta từ từ để giới thiệu tất cả mọi người, đây là cờ King Titan. Đâu? Đây. Ok. Ta thấy mỗi cốt cờ lên trên ta đều thấy con Titan đâu cả. Titan cái cờ ạ. Tiên này. Tia Boa Venom. Không phải con này. Titan Boa X. Titan Trophy. King Titan đây rồi. Giới thiệu mọi người đây là King Titan. Alpha con ăn kiếm của Alpha anh ơi. King Titan Alpha. Nói hết nhà mình đó. Hãy nhìn đây. Cái khu này. Trời ơi đây là đầu. Không phải. Nó lại sao nhỉ? Tổng cảnh thế nhỉ? Spawn phải lệnh tạo mà, lệnh spawn đi thôi. Quả Huy lệnh spawn ở đâu nhỉ? Gọi ra nguyên cái con đó, nguyên cái bên mình đánh đã lắm. Mà em xem thử. Nó gọi ra mà tím luôn. Còn không em phải đi xa tí không mọi người chết đấy. Gọi ra cái lỗ ấy nó bay cả làng. Con nó ác lắm. Nát làng nhá. Giờ chị rồi, đi xem binh đoàn robot này mà sợ là gọi luôn anh ơi. Ơ, ngày xưa có lệnh gọi mấy con bot này ra để mình cưỡi được mà. Có anh ơi. Rồi xong rồi anh phải thọc thêm đó. Anh gọi bên mục đây đôi anh, nhưng mà mình phải gọi ra là mình phải kiếm. Này, Simon King Titan đâu anh thử các một lần này anh pass rồi hả anh. Nó đứng cái đầu gọi xong phải thọc thêm nó luôn á nha. Ờ đúng rồi. Đúng lệnh rồi. Con đó là con chim cánh cụt. Mọi người chuẩn bị đánh nó con này, không nó chạy đấy. Ui. Nhưng mà nó hiện thành máu rồi, 60 phút remain. 60 phút gì vậy? Đâu đây? Đó nó hiện ra kìa. Đó kìa. Kẹt cứu. Mày. Ui.
Level 25.000. Chết con mẹ rồi. 25.000. Huy ơi. Anh Huy nhanh lên. Mất làng rồi. Huy ơi. Mất nhà rồi. Được đâu. Huy ơi. Quang rồi. Ui nó gọi ra con Phi Lắc. Rồi. Con này mới ra. Huy ơi. Anh nhà tuyết ta, xin nhà tuyết anh Huy ơi, xin nhà tuyết ta sống. Thầy nhà tuyết thích ai cứu nhà mình, thì ai cứu nhà mình. Không. Con này là bên... Ôi chết con cá rồi. Cứu nhà mình bây giờ. Anh đồ có cây súng admin mà đúng không? Anh chuyển sang chế độ destroy á, anh bắn cái một con nó chết à. Ôi nó gọi ra cả T-Rex tách đây. Nó gọi tất cả thú ra mày. Ủa nó cắn hết nhà rồi anh ơi. Rồi. Ôi có cả gấu nữa này. Hết hết thú rồi. Lại Huy ơi, cứu với Huy ơi. Đây, em chết bóng mai rồi. Đồ có cái súng anh nữa, lấy cái súng ra anh ơi. Chết rồi, chết đồ luôn đồ con sói nãy rồi. Làm gì có cái súng nào? Rồi xong rồi. Anh mở kho đồ lên đây, anh mở kho đồ lên chưa? Cũng có, vừa mở rồi. Chơi lệnh hơi xa. Phải hẹt vô, phải hẹt vô. Bọc tem nó rộng vô, phải bọc tem nó đi. Rồi. Anh xài cái lệnh ghi Creative Mod đó. Chết hết rồi. Chết Sario Mane rồi. Chết cả con sói bot vừa đây rồi. Anh Huy mới xài cái lệnh như xóa thú đúng không? Chết con sao đâu của thằng các chiến binh robot à? Đéo phao chém được nó à? Đánh robot thôi. Đánh robot luôn con robot luôn anh ạ. Nó đạp một cái bể robot rồi. Không mẹ robot luôn. Ơ con lại coi thằng nó level cao mà phải xâm ra level 1 quá thì đỡ. Xâm ra con level 25.000. Nó vãng cái chết hết rồi. Chết luôn. Và ta đéo hiểu tại sao lại ra level cao đấy. Ơ mấy con có mấy con Titan đẹp lắm. Spawn ra kiểu gì nhỉ em nhỉ? Giọng như vô tội này. Con đó phải nuôi tầm đóng anh và Giga mới đánh lại anh. Mấy con desert, mấy con forest hả? Ủa, con nó bên này tinh thần hả? Cái đó là mình phải tem 3 con boss của cái map đấy, xong rồi mình phải nuôi Giga lên mới đánh được. Em đoán thế. Chứ không đánh được đâu, con nó khỏe lắm. Con boss khó nhất game này rồi. Jesus. Ủa, con đấy là nó ở map nào đấy mình phải tìm đúng không? Mọi người nãy chết mấy con sao đâu đấy? Extinction. À đúng rồi, đây này. Genesis. Genesis là con Extinction. Mấy con đi đồn biến ấy là sao chứ? Có 4 con boss đó, 4 con Titan. 4 boss, 4 map đúng không? Là tại chị. Mình phải đảm map này rồi. 2 con vừa với lại 1 con chùm cuối. Mình phải đi tìm 3 con boss nhỏ. Hồi nãy chưa kịp cho 4 cái con này nó hợp thể lại nhìn cho robot mech super nó bự. Hả? 4 con robot hợp thể lại vào được với nhau á? Dạ. Nó giống như là nó có một con rô, nó mình đánh con boss xong rồi nó rớt ra một cái mảnh một cái món đồ để hợp thể. Xong rồi bốn con nó hợp thể thành một con khổng lồ, nó to gần ngang bằng con King Titan. Ua, đỉnh nhờ. Nó to hơn gấp 10 lần cái con mà nãy anh đang mọi người đang xài. To lắm. Mega Med. Mở ra xem đi. Mega Med. Sao đến được nhỉ? Mà đất trống xem đi đi né né xa cô lèo mình ra. Mình lên ánh gắt mình xem được không? Ánh gắt không? Lên ánh gắt ừ sang ánh gắt rộng nè, qua đó chơi. Ánh gắt chơi rộng mà. Chơi đi chứ bên này chơi. Ánh gắt chơi đi. Đi tay lai chung đi, tay lai chung đi. Đi. Ai mở được tay lai em. Con này em còn nè. Em mở tay lai. Tôi tay một con robot với. Tập trung cho anh mo đi nè. Robot. Robot này được tầm nhìn xa chứ được gì đâu. Đây robot nè. Của em. Chúng ta chưa có robot à? Đây lấy đi. Ủa anh không xem bon được robot 2500 level giống con kia. Không nó đéo ra level chứ. Đây này, đấy thằng nào chưa có nè. Em đưa. Trong đây em mở cổng cho chuyển nha. Nãy con robot đỏ đây phải. Đây này. Đây. Ây giờ to quá vậy, đây được rồi. Vào đây. Anh kia ơi, Bà bơi. Gì cái đầu là được. Rồi. Ok nha, có được tính không vậy? Tính. Đi được. Ơ. Ơ sao em mở lại rồi? Ê. Ủa con nào cũng quánh nhà hơi cãi đi. Ê. Cái khu làng mình cũng có một chỗ đi thôi. Người trên này đâu vậy? Ăn gắt. Mọi người chỉ lại cho vợ tao cái. Ăn gắt hương e. Anh ơi cho vợ em đi liệu với anh. Huy ơi cho em đi liệu Huy ơi. Nhào nhào ăn rơ. Con robot ở đây ổn thì cứ. Nhà cho em đi liệu Huy ơi. Đợi em chút con ơi.
Ơ, ấn R xong ấn cái gì nhở? À, phải xuống xuống thú đúng không? Dạ đúng rồi. Cuộc thi bắn chim. Ủa, đọc hết đấy. Cái trang này đéo tê lê, à đéo gọi ra được. Trang này gọi ra toàn ra cái đéo gì? Rồi có gì em? À, ừ, gọi ra được, gọi ra được. Cái đồ học thẻ đó tên gì ta? Mấy con tay từng tên là gì nhỉ? Quên mẹ hết rồi. Nó là Desert Titan. Desert Titan. Forest Titan. Desert Titan. Ai mọi người đánh con Desert Titan trước thử ấy mà. Có mấy con bắt. Ừ, đánh với những con robot này á. Desert không? Anh hợp con Desert. Anh hợp thể đâu anh đâu? Thể đâu? Mình hợp thể đâu? Hợp thể kiểu gì? Có biết hợp thể đéo đâu. Từ từ. Để con đi rớt đâu, con đi rớt đâu. Em nhả đi, nhả đi. Ok, Titan là con bay nhá. Con này thả ra nó ra cái đéo gì nhỉ? Ghé nó nhập là con cá đuối anh ơi. À hay con này ở dưới nước, con này dưới nước. Ủa nó rồi. Sa mạc mà anh. Ủa? Con lúc nãy phải con gamma, gamma King Titan không? Đây nó mới hiện ra nè, từ nó mới hiện ra. Ủa. Đó đây nó ở phía dưới nè. Đây đây đây, nó đi qua đẹp thế. Bắn kiểu gì á? Con này đéo bơ được. Bắn nó. Không, con này đẹp nhở? Con bắn nó. Nó thả bọ ra kìa. Tao xong rồi. Con này như mình phải tên con này á. Tên mà. Thấy mấy cái chỗ mà con đẹp. Nó còn mấy cái cục cái đen á. Trong 3 con để mình tên đánh cái con King Titan. Đúng rồi, tên mình đánh King Titan á. Đẹp nhở? Phải tên đi, phọc tên đi. Phọc tên cưa nó đen cái nụ ơi. Tên cưa nó đi. Huy mấy cái phốc tem đó tao có biết lại đâu. Nhìn vô nhìn nó. Forest kia bên A đứng bên cái bên này. Kẹt. Oh shit. Ôi thêm con A đây tần nữa nè. Con A này đẹp nè. Chim chơi xem lên em ơi. Đừng bắt. Kẹt con người rồi. Ui. Ôi. Ôi cái này hay đấy, cái này Gru à. Ôi mau cay. Gru. Đấy 3 con tay tần đây nè. Đây à, 3 con tay tần đây à. Lôi long. Ê, em có được không Huy? Phòng tem. Ui, nhảy vô ai kìa. Ui, Thôi, không biết gì hết nha, không biết gì hết. Chạy. Huy ơi, tem nó đi Huy. Rồi, có yên luôn rồi. Có yên cưới luôn. Yên đấy là yên xây trên nhà luôn à? Thôi đứng trên đảo luôn là được vậy. Thêm cả con Gru rồi nữa. Có con rồng bé tí 250. Sao con rồng ở đâu sang đây? À con Ferdot. Con Ferdot này đánh chắc mấy lìn ấy. Người nào leo lên người không? Ủa nhưng mà mấy con Titan này đẹp nhờ. Con này leo lên được không ta? Ông Huy ơi, con này chưa tên hả Huy? Tên hết rồi mà. Cho nó cưỡi thử em ạ. Cái gì vậy? Ôi con này Groot mà. Ủa sao con này không cưỡi được ta? Hình như không cưỡi. Anh đang cưỡi. Thì sao con... Ôi. Con đuôi xuống được. Sao quá. Biết từ phần lại được. Con cá đuối đẹp nhở. Đây, ta thử đây. Có trưởng nó có chiêu đấy, nó có gọi đệ cái kiểu ấy. Thế bây giờ bọn tao muốn hợp thể robot là thì làm nhau. Anh dùng mã này anh đổ thử anh đổ. Đâu. Omega Max này. Ra hợp thể đi chị Miu ơi, đừng đánh em nữa. Đây tao vừa thấy Mega Max ngay dưới xong. Mega Max BB à? Cái này mã BB à? Mega Max. À. Ủa, tao vừa thấy chữ Mega Max ở đây xong rồi đi đâu mẹ rồi? Nó cần một MOMI. Ui quên nôn ra đá anh ạ. À. Cái này hư Mega Mix này xong rồi biến mất luôn ạ. À. Hay là không map là không được nhỉ? Kệ con gì bên trái vậy phải không? Không phải. Đó là ta. Để em xem. Như là phải spam cái item đấy. Con đây có cái item này nè. Kìa nó ra kìa. Nó ra kìa. Bắn một nửa dưới đất thôi. Từ đấy bay lên trời đó. Hỏng mẹ luôn rồi. Ui. Nó hỏng chết từ chết rồi. Trông giống trong phim phim đẻ gì nhỉ? Pacific Rim. Pacific Rim. Ta chiến Thái Bình Dương đấy. Giống vãi. Nó cần cái này nè anh ơi. Cái mét
Transformer. À, đúng rồi, anh biến hình lấy cái này nè. Xong rồi anh đứng 4 con gần lại, xong anh nhấn cái gì á, xong rồi nó sẽ hợp lại 4 con. Cần phải có thêm cái con kinh tay tật. Ui mẹ, nó quả luôn nè. Đâu. Cho 1000. Đây nè. Wow. Lên 300.000 ca máu á. Anh em có lên ngồi 4 người không? Ui, cảm giác này đi mãi không? 206 đồng. Đây rồi, lên ngồi rồi. Ok. Ủa, không phải bên mình hả? Ôi. To vãi trưởng đi. Hôm nay chỉ bằng một nửa con kinh tài tình thôi. Ơ, thì chung anh có cái đấy rồi, xong anh làm nhau nữa. Chậm lại 4 con ấy. Chậm 4 con gần nhau. Con đầu đàn anh cho nó như là cho cái đó chín người, xong rồi phải gọi ra thêm con alpha kinh tài tình nữa. Nó mới đủ điều kiện anh ơi. Tạp nhờ. Tạp nhờ. Đúng rồi, con này chỉ được summon khi đánh boss. Diệt Chúa, vũ khí cuối cùng. Để 4 con gần anh đội thôi. Anh bảo đó cho người chưa? Bỏ vào cái module à? Dạ, anh bảo đó cho module đi. Ok rồi. Nó có trưởng gì này? Nó hiện nó gì cho anh không? Megatech Equipment Mao 9 đó. 9 nearby maker. Ui, vậy là 9 con thì mới tạo được một con to kia. 9 con ở gần. Phải gần một con Alpha King Titan thì mới có thể biến hình được. Đấy, nó báo thế. Con Alpha King Titan. Gồm hết mấy con mét này vô cho chẳng độ hợp thể thử. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn có hình ảnh gì không? Cái đó sao 9 đi ba là nó tìm được 9 con á, nhưng mà nó cần 4 con rồi. Đây, đừng ghen. Đó, nó đang hợp thể kìa. Dạ. Wow. Đó, xâm ra được cái con kinh Alpha King Titan là hợp thể được anh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đang gặp kẻ nha. Rồi, thôi cho mình chưa hợp. To quá, đẹp thấy gì cả. Ôi, to quá. Ui, chết đây, chạy đây. Chạy đi, ui ơi. Ui, không được rồi. Ôi, bị kẹt mẹ rồi. 3.500 đam. Hai con to ngang nhau luôn mà. Chém nó lên ơi. Chém nó đi, cố lên. Cắt em lên ơi. Kẹt mẹ rồi, Huy ơi. Ok à. Đây à, lên ơi. Tao chưa sẵn sàng mà. Cứu em với. Hai con bị kẹt với nhau rồi. Ôi, đánh nhiều đạn đó. Ôi, hai đòn nó mất tiêu rồi. Con kia, nhìn mẹ thằng Huy nó làm biến mất con robot của anh em mình rồi. Con kìa. Bắn em mấy con này với anh Huy nữa. Cắn em anh Huy ơi. Đi vô khác hợp lại đi. Ui, em đánh 10.000 đam này anh ơi. Đi hợp lại. Ủa, con này như kiểu là con vô địch gia ấy nhở? Bé em ơi. 6.000 máu này. Đừng vãi. Công chiến với tiếp đi. Mũi đốt inox nè, Bắn em đây. Chịu con kia đốt trên kia kêu nó xuống cắn phụ. Mày. Ấy ạ. Thế là mấy con Titan này đéo đủ tuổi lắm ạ. Mũi đốt inox nè. Thiếu con đầu đàn rồi, cái con Megamet rồi. Mình lấy nỏ ra bắn nó đi. Chịu mấy máu đó. Trên á nó mất nè. Mày, ôi bắn được cả 9 máu luôn à, phải biểu. Như là mày xâm ra không có người điều khiển là nó vậy. Kìa. Đây nè. À bột đạn. Con Megamet nè. Megamet kìa, nó bị lúng cái đất kìa. Cho xin cái module này Huy ơi. Ui nó lại ra chém khủng lắm đấy mọi người ơi, chém gigan kìa. Để ta tập hợp đủ 4 người nè, cho xin cái module Huy ơi. Ôi thôi, chết. Kìa, bà nó cắn kìa. Ê, bể robo ấy. Đau quá. Giga nó cắn bể robo luôn mà. Ôi, 1 kill. Bảy cao thế. Ôi, 1 kill đam mà, phải cần chút. Chịu đam. Chết mất. Ông có định vừa kill. Ây da, Ripper. Trời ơi, Pate, cứu với. Ripper kinh đẹp thế. Ripper gun, nó gì em nè. Đấy, con boss này đánh khó. Rồi chơi tới tầm map cũng map của mày. Station. Mình chơi tới tầm này là vô địch. Ôi, có tia tình này được không? Đây mới là phá đảo. Mọi người ơi, cứu, con có bờ tê mọi người. Đây mới là phá đảo, đây. Thế à, phá đảo là phải lấy con Alpha King nhỉ? Đúng rồi. Mình phải đi liên tục vậy đó. Mình phải đi farm rồi đi tìm thú gì là cũng khó nhất. Phô chồng các kiểu rồi. Phối ra một cái con khủng ơi, thật khủng mình mới đánh. Bây kia có cái gì vui bên đây vậy? Tết con bè rồi. Em bằng cung tên được. Cứu ơi, cứu mẹ, chết mẹ rồi.
Chết hết rồi, chết hết rồi. Sao cho anh không chỉnh lệnh gót cho anh bất tử? chạy thôi mẹ ơi. Anh bất tử lần không? Chết rồi. Không giết được anh rồi. Còn mấy con boss nữa, Manticore với cả Rockwell thì... Mình chơi ADK bây giờ rồi. Lần đầu tiên mới chơi sâu đến cái tầm này, mình mới biết là con game này nó còn sâu hơn nữa. Chạy. Trời, cái này là mình, anh còn chưa phá đảo đủ map á, mỗi map nó đều phá đảo khác nhau mà. Cái này là... Map này... Thì con cây tạo ra mấy cái ưu điểm gì anh ạ? Mày mốt mình vừa đánh phải 5-6 năm trước rồi nè. Mày mốt mình là bị lỗi thời rồi nè. Mà bot nó khó nhất game anh, tại vì anh phải nuôi gian. Kinh vãi trưởng ạ. Mình làm lại thôi. Nuôi 20 con gigan xong rồi 10 người còn lại mỗi người cầm con robo, sau đó vô xem mình bot robo cuối đấy. Tiếp nhỉ, cứ nghỉ thôi. Ở đây là ADK rồi. Hẹn gặp lại ở ADK 2. YouTube có anh ạ, nhìn nó đánh epic luôn. Mình lên đánh bot qua YouTube. Ừ. Quá. Ôi, nó thả bơm gì xuống kìa, thấy không? Bơm kìa, bơm kìa. Quay à. Quay cứt. Giết lù đạn chết luôn rồi. Mọi người ơi, giết nó đây. Lợn này mày bắn lần 400 đam mà đã vậy. Nó thổi cái chết luôn ạ. Ui à, gì đây? Ui cái gì đấy? Ui nó thổi cái bay tơi luôn này. Ai vậy? Bực chết nè. Ui thiên thạch rơi. Đi phần này. Bay đâu về chỗ tê lê ấy nhở? Nhắc lấy đồ đà. Đi về đi. Giờ muốn về ao đây, em đưa về này. Về ông Phan Ki. Về đi mọi 7. Người ơi. Trông ở đâu để về đấy? Cho anh về vô. Tà độ 51, 53, anh lại đây đi, em đưa anh về luôn. Ok. Ở đây đang có 3 người, em... Mình đám chìm ở bên đấy 53 nữa. 53 đúng không? Anh kéo bọn em sang bên này xong anh ạ, bảo mình đám chìm. Hãy để cho quá khứ ngủ yên đi nào. Không phải anh. Ui. Em mình cầm cái cờ ở đây đi. Anh đang bay cái cánh lượng kìa, nhìn đã vậy. Anh. Sao lưng anh ơi, anh đang bay hướng nhầm hướng rồi. Mày có nhanh hơn hôm qua. Quay lại. Đây. Sao lại công nghiệp? Ý bạ thế phải như nào? Tôi phải ngồi viết là bây giờ đã là 4 giờ sáng. Khi mà chuẩn bị kết thúc buổi làm việc như thường ngày, tôi chợt nhớ đến các em. Hôm nay, ngày 7 tháng 7, các em bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời mình. Tôi xin thay mặt anh em bộ tộc chúc em có một ngày thi thật là bùng nổ, điểm số thật cao mang về cho gia đình. Các em là niềm tự hào của đất nước. Các em là chủ nhân tương lai của Việt Nam. Tôi phải viết như thế để nó hết công nghiệp à? Thật là nỗng ruột. Cũng không thể chịu được. Gọn đơn giản được rồi anh. Công nghiệp hơn. Đi bài viết như thế là mới gọi là lần mẫu quá. Buồn léo chịu được. Chúc các em thi thành công hết. Thế này được rồi.